Quỳnh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trưởng ban huấn luyện. Ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài, phó trưởng ban tổ chức tập huấn. Ông Nguyễn Minh Châu, phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phó trưởng ban tổ chức giải bóng đá quốc gia 2019. Bế mạc lớp tập huấn giám sát trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2024. Sáng nay ngày 5 tháng 1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn giám sát trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2024. Buổi lễ có sự tham gia của Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Minh Châu, trưởng ban trọng tài ông Đặng Thanh Hạ, thành viên ban tổ chức tập huấn, đại diện các phòng chức năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với các giám sát trọng tài tham gia lớp tập huấn. Đại diện cho ban tổ chức, giảng viên, trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã báo cáo kết quả trong 4 ngày diễn ra lớp tập huấn từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1. Theo đó, lớp tập huấn có sự tham gia của 17 giám sát và 91 trọng tài. Ở bài kiểm tra thể lực có sự tham dự của 90 trên 91 trọng tài, trong đó có 41 trên 43 trọng tài hoàn thành đạt tỷ lệ 94%, 47 trên 47 trợ lý trọng tài có kết quả đạt. Với bài kiểm tra luật, 100% các học viên đều hoàn thành xuất sắc. Ban tổ chức đánh giá các học viên đã có sự chuẩn bị tốt cho lớp tập huấn, thể hiện ý chí cầu tiến, nỗ lực thực hiện các yêu cầu trong suốt thời gian tham dự lớp tập huấn. Chúng tôi mong muốn các trọng tài sẽ tiếp tục trau dồi, học hỏi, duy trì tập luyện để đáp ứng được yêu cầu ngày một cao hơn ở các trận đấu sắp tới, giảng viên Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi gửi lời cảm ơn đến sự nỗ lực của ban trọng tài, các giảng viên lớp tập huấn trong việc truyền tải kiến thức đến các học viên. Đồng thời, ông cũng gửi lời chúc mừng đến các giám sát trọng tài đã hoàn thành lớp tập huấn. Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi mong muốn các học viên tiếp tục trau dồi kỹ năng, duy trì tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian sắp tới.